Chỉ còn 3 tháng nữa, đại diện Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam để đánh giá những nỗ lực thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thẻ vàng IUU. Do đó, các cơ quan chức năng lẫn ngư dân cần xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để gỡ bỏ thẻ vàng, giúp nghề cá Việt Nam có cơ hội thuận lợi để tiếp cận Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EVFTA. Tính đến tháng 7 năm 2019, ngành đánh bắt khai thác hải sản Việt Nam đã trải qua 2 năm chịu sự tác động của thẻ vàng châu Âu. Đây là quy định về hạ tầng nghề cá, một trong những yếu tố quyết định việc hoàn thiện 9 tiêu chí do Ủy ban châu Âu đề ra trong quy định chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản, Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Ban chỉ đạo sẽ quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất từ trung ương cho đến địa phương, triển khai ngăn chặn, loại bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, đợt kiểm tra này đặc biệt quan trọng. Đây là thời điểm EC đánh giá kết quả sau 2 năm Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC để có đủ luận chứng đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo thẻ vàng hoặc áp dụng biện pháp cảnh báo thẻ đỏ đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Trường hợp bị áp dụng biện pháp thẻ đỏ thì tất cả sản phẩm thủy sản từ khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào EU. Không những vậy, do EU là thị trường uy tín nên các thị trường khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự như EU với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.